tên bão khẩn cấp, cơn bão số 6. Gồm 13 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 440 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giờ, giờ cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc đến 108,5 độ Kinh Đồng. Trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão, mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15 đến 20 km h Đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở tọa khoảng 15,9 độ vĩ bắc đến 109,2 độ kinh đông trên vùng biển giang bờ các tỉnh trung trung bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giờ cấp 11, Bão di chuyển chủ yếu theo hướng nam tây nam, sau đó chuyển đông, tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 13 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm bão ở tọa khoảng 15,8 độ vĩ bắc đến 110,4 độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giờ cấp 10, báo di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, báo di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão, trên biển dùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 9, dùng gần tam bão đi qua cấp 10, cấp 11, tức là 89 đến 133 km h giờ, giờ, cấp 15, sóng biển cao 5 đến 7 m, dùng gần tam bão 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Dùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, dùng gần tam bão đi qua cấp 10, 11, giờ cấp 14, sóng biển cao 3-5m, dùng gần tam bão 5-7m, biển động dữ dội. Nước dân do bão dùng gian bờ, từ sáng 27 tháng 10, gian biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dân do bão cao từ 0,4 đến 0,6 m tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển gian bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dòng lốc, gió mạnh, sóng lớn, nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại gian biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền gian biển từ Quảng Bình đến Quảng Hải, có gió mạnh dần đền cấp 6, cấp 7, vùng gần tam bão cấp 8, 9, giờ cấp 12. Từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến đêm 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Hải, có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ, cường suất lớn trên 100 mm trên 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Thời tiết khu vực tỉnh Long An, may thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.